Xin chào các bạn. Ngày hôm nay xin giới thiệu với các bạn một lô đất hộ cư mặt tiền đường huyện 82, xã Long Hữu Tây, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Vị trí lô đất cách khu công nghiệp cầu cảng Phước Đông 5 km, cách quốc lộ 50 7 km, cách thành phố Hồ Chí Minh 40 km. Diện tích đất 104 m², ngang 6,8 m, dài 15 m, đã trừ lậu giới. Lậu giới là 14,5 m. Lô đất nằm gần trung tâm hành chánh xã Long Hữu Tây. Tiện ích xung quanh gần trường học, chợ, trạm y tế. Xin nhắc lại, lô đất có diện tích 104 m², ngang 6,8 m, dài 15 m, có giá bán 1 tỷ 600 triệu đồng. Mặt tiền tiện buôn bán kinh doanh mọi ngành nghề, giao thông vô cùng thuận tiện, cách khu công nghiệp cầu cảng Phước Đông 5 km, cách quốc lộ 50 7 km, cách thành phố Hồ Chí Minh 40 km. Sổ hồng chính chủ, pháp lý rõ ràng, cần bán. Xin cảm ơn các bạn đang theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo.